cái trường hợp này á, là có người người ta không biết thông tin, có người là người ta cố tình vi phạm giả danh hoặc là tu sĩ để đi khắc phục lợi dụng lòng tin của phương bá tánh cúng dường, làm mất đi cái mỹ quan và hình ảnh của Phật giáo tại Bình Dương.